Thông tin chúng tôi vừa cập nhật là vào khoảng lúc 3 giờ sáng nay, một công trình trường mầm non hơn 500m² đang xây dựng tại khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bất ngờ đổ sập toàn bộ tầng 2 và mặt sàn của tầng 3, nhiều cột bê tông thì đã gãy gập. Đây là dự án trường mầm non Vườn Xanh. Theo bảo vệ công trình này, thời điểm xảy ra vụ việc, hơn 10 công nhân đang đổ bê tông từ 21 giờ đêm hôm trước. Đến gần 3 giờ sáng thì phát hiện là công trình có dấu hiệu bị nghiêng nên hò nhau bỏ chạy. Khi công nhân vừa rời khỏi thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn và khối bê tông đã đổ sập chỉ sau vài phút. Hiện trường đang được niêm phong.